Chiếc sập siêu khủng, siêu khủng, siêu siêu khủng Mời quý vị và các bạn đón xem trong video clip ngày hôm nay Chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh youtube Đồ Gỗ Hiền Lanh Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để không bỏ lỡ một cái video nào Vâng hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2022 Tức là ngày 27 âm lịch tháng chạp năm Tân Sửu Cơ sở đồ gỗ đồ thoải lanh vừa với cho dựng mộc lên một chiếc sập siêu khủng với cái kích thước 2m2 x 2m6 và 2m2 là chiều rộng, 2m6 là chiều dài. Đây là sập trơn tứ diện, bốn mặt, đều có thể gọi là mặt tiền. Quý vị và các bạn đang xem đây là đằng ngang. Và độ dày kích thước của chiếc sập này cũng đang được đánh giá là rất dày. Phần đục chạm thì có điều khắc đó là các cái hình tượng nho sóc Đối với dòng sập trơn này khi quý khách sử dụng sẽ rất dễ lau chùi, vệ sinh, sạch sẽ, đơn giản và dễ đánh bóng. Kích thước của sập về độ dày của chiếc vai, chúng tôi cũng báo luôn. Độ dày của chiếc vai ngang này có độ dày là 10 cm bản đủ. Bản chuẩn. Khi bào trà đi rồi vẫn còn 10 cm, khác với dòng bản thiếu là 9.5 cm. Và về độ to của vai Đó là chiều rộng 50 Cổ liền Và được thiết kế tràng hạt Chạy bốn xung quanh phần cổ Rất là đẹp và bắt mắt Và về phần chân Chân là vuông 28cm Cũng là bản đủ và chúng tôi quay chi tiết cả bên trong cho quý vị xem bốn mặt đây được gọi là sập tứ diện và các đầu mòi đầu mộng ở các phần chân đã được đánh dấu rất là kỹ Quý vị có thể nhìn thấy hình dung chữ H đó là phần hậu Và chữ T đó là phần tiền Và chữ N đó là phần đầu ngang Khi chúng ta tháo lắp thì chúng ta cũng tháo lắp theo các cái hình thức mà chúng tôi đang giới thiệu đây Phần hậu, phần tiền, phần ngang Và khi dựng xong phần quây Chúng ta tiếp tục dựng đến phần mặt Và độ dày của chiếc vai tiền là dày 12cm chiều rộng là 50, chiều dày 12 và kích thước về chiều dài là 2m57 khuôn mặt thuộc cung số đỏ số đẹp trong thước phong thủy. Còn về chiều rộng là 2m17. Nếu tính cả phố bi thì chúng ta phải lên tới 2m3 và 2m7. Đây là một chiếc sập siêu khủng đã được cơ sở đồ gỗ đồ thành lanh dựng lên trong cái dịp Tết Nguyên đán 2022. Quý khách muốn sở hữu chiếc sập này Chưa nói về vấn đề giá Chúng ta phải sở hữu một cái không gian rất là rộng lớn Để có thể kê chiếc sập này Và lưu ý Chiếc sập này chỉ dành cho đại gia Còn kích thước giá tiền tầm trung Thì chúng ta sẽ mua các cái dòng sập kích thước thấp hơn 1m6, 2m hoặc 1m8, 2m2 Và ở đây Phần khuôn mặt đó là khuôn tranh thì dày 10cm và lá mặt bên trong được ghép hai tấm độ dày của ván mặt là 3.0 cm được ghép hai tấm và toàn bộ là được làm trên nền chất liệu gỗ hụ của Lào và đây là một khe hở kỹ thuật ở phía sau phần hậu khi thời tiết nắng ẩm nắng hanh thì độ co ngót nó sẽ rơi dao động từ 1 tới 2 cm thì chúng ta sẽ dùng búa hoặc các cái vật nặng chúng ta có thể gõ từ đằng sau lên chúng ta dồn từ phía hậu lên thì các cái mộng ngoài đằng sau nó sẽ bén hết và trên đây cũng là cái thông số kích thước chuẩn của chiếc sập siêu khủng mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong dịp Tết Nguyên Đán Đồ gỗ Hiền Lanh cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ thêm các cái thông tin mới nhất